tình chi âm ha, tình bạn chi âm đi mà kép rồi mà anh lên sân khấu nha. Điện thoại anh còn nhiều pin không? À, biết đâu chủ đề là con trai mời kép con gái mời đạo ai chị Bích Phượng á, cái này nha chị ca cái giọng cái gì kép đúng không, chị đang ca đúng không? Không anh võ mà nhìn là phải không? Không võ hay phụng võ vậy? Không võ mà. Phải nghe tiếng không phải không vậy? Phải không? Phải hẳn không? Phải anh đang cao. Hai gì á? Hai tên lần hả? Đúng rồi. Phải vậy. Viết được tôi cũng quên. Bản này lạ quá anh ơi. Làm sao tôi quên ân tình nơi xứ sở, người hãy tin rồi tôi sẽ quay về. Hãy ở lại đây để lo cơm áo gạo tiền, còn tôi phải quay về lớp học với bao vất vả vui buồn của tuổi học sinh. Nếu người còn lưu luyến kẻ ra đi thì hãy nhớ cung đàn mỗi khi chiều xa đến, tiếng ve ngân sẽ là lời tuổi đó. Hãy trân trọng giữ gìn để còn kỷ niệm về nhau. Anh đạo bên với anh nói anh biết tiếng Việt không là. Ủa anh ở đâu? Anh đạo bên Mỹ với chị Tích Cường bỏ khó anh ngủ rừng. Hai anh chị có phải là hai vợ chồng không? Anh không phải chứ.
Phật. Cho là vậy đi anh ơi. Hay quá anh ca, hay quá. Nói chung bản này anh chưa có ca, có gớt anh đừng có cười anh nha. Tôi vẫn mong ngày tôi sẽ quay lại nhà thăm người bạn xưa, nên người đừng trông đêm tình tôi vẫn thường ngồi dạo lên khung ca ngày xưa. Người ơi hãy tha tội tình, lời hẹn xưa vẫn đây nào quên. Người ơi tôi đã về đây mong thứ tội, hãy vui lên khi bán nhà hội ngộ tư kỳ. Công danh sao sẽ vẹn toàn, tôi về góp sân cho quê mình thêm vui. Hay quá anh ca, hay quá. Bây giờ năm. Bây giờ ca nữ với anh Hồng Võ. Chị Bích Phượng còn không vậy? Bây giờ năm.